dân Cuba mừng rơi nước mắt vì món quà đặc biệt của Việt Nam, đúng là tình anh em keo sơn một nhà. Kính thưa các quý vị khán thính giả của Việt Nam Prosperity, quý vị thân mến, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba từ lâu đã luôn bền chặt và khăng khít. Việt Nam và Cuba là hai nước có chung lịch sử đấu tranh giành độc lập và chủ nghĩa xã hội. Cuba là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Việt Nam vào năm 1954 và hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960. Kể từ đó đến nay, trải qua hơn 60 năm bất chấp những thăng trầm của thời đại, những sóng gió và trải qua bao cuộc chiến tranh, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba luôn là tình bạn hiếm có, vượt qua cả không gian, thời gian và khoảng cách địa lý. Hai bên đang hướng tới mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn cả về kinh tế, quân sự, lẫn y tế, giáo dục. Trong thời kỳ khó khăn nhất, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã từng nói rằng "Đáng tiếc là chúng ta, những người Cuba không có đủ đường sữa để gửi cho nhân dân Việt Nam, chứ nếu có, không những đường sữa mà cả máu chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam." Việt Nam ta luôn khắc cốt ghi tâm những ân tình sâu đậm đó. Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, tặng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp của Cuba 300 máy tính bảng. Trên thực tế, truyền thống này đã được duy trì nhiều năm trở lại đây. Hồi tháng 9 năm 2022, nhân dịp Thủ tướng Mariko Cruz qua thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành tặng người anh em 5.000 tấn gạo để góp phần khắc phục những khó khăn kinh tế xã hội gần đây, thể hiện quan hệ tương trợ anh em truyền thống giữa hai nước. Tháng 9 năm 2021, khi còn tại vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đi thăm Cuba cũng mang theo 5.000 tấn gạo. Giờ đây cũng vậy, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba. Đây là lần đầu tiên ông Vương Đình Huệ thăm Cuba với tư cách là người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam. Trong thế kỷ 21, ông là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thứ tư đến thăm Cuba sau các vị Nguyễn Văn An năm 2006, Nguyễn Phú Trọng năm 2010 và Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2016. Giới chuyên gia đã đánh giá chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có tầm quan trọng lịch sử và là dấu ấn đặc biệt quan trọng trong quan hệ truyền thống tốt đẹp, đặc biệt Việt Nam-Cuba. Món quà mà cả hai bên dày công vun đắp với mục tiêu nâng kim ngạch trao đổi 2 chiều lên 5 triệu đô vào năm 2025. Việt Nam đang là một trong 3 quốc gia đầu tư lớn nhất vào Cuba, là đối tác thương mại lớn thứ hai khu vực châu Á của Cuba, đồng thời là quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương đầu tư vào Cuba. Trong đó, Tổng công ty Vilacera và Công ty Thái Bình là những doanh nghiệp tiên phong trong triển khai dự án đầu tư tại Cuba và đã đạt được kết quả quan trọng. Đến tháng 12 năm 2022, Việt Nam đã có 5 dự án đầu tư đang hoạt động tại Cuba, bao gồm 4 dự án đầu tư tại đặc khu phát triển Mariel và 1 dự án sản xuất vật liệu xây dựng tại Santa Cruz, bao gồm nhà máy sản xuất bỉm tã lót cho trẻ em Cuba, dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp V Mariel, liên danh sản xuất vật liệu xây dựng Sanvic góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường Cuba, thu hút được các nhà đầu tư mới, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Cuba, liên danh sản xuất bột giặt, su treo và đặc biệt là dự án năng lượng mặt trời đáp ứng nhu cầu thị trường và gia tăng sản lượng điện tại Cuba. Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, hai bên đã khởi công giai đoạn 2 khu công nghiệp V Mariel. Cuba và Việt Nam cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững tại Trung tâm Công nghệ sinh học và Di truyền Cuba thuộc Tập đoàn Công nghệ sinh học và Dược phẩm Cuba Bio Cuba Pharma. Hai bên còn ký kết, trao đổi một số thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực điện, dầu khí, vật liệu xây dựng và hàng không. Thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực hiện Cuba có tiềm năng và đang khuyến khích đầu tư như xây dựng năng lượng điện, sản xuất chế biến thực phẩm, du lịch, khai thác dầu khí, viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ logistics, xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng công nghiệp dược và công nghệ sinh học, công nghiệp chế biến đường và phụ phẩm từ cây mía, lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp khai thác mỏ và hoạt động bảo hiểm. Cuba hiện đang tham gia nhiều thỏa thuận kinh tế trong khu vực Caribe và Mỹ Latin với khá nhiều ưu đãi từ thị trường này. Các doanh nghiệp Việt Nam không nên e ngại thị trường Cuba bởi yếu tố khoảng cách địa lý xa xôi, quy mô thị trường nhỏ, mà cần nhìn xa trông rộng hơn về một thị trường còn lớn hơn rất nhiều là vùng Caribe và khu vực Mỹ Latin. Khi mở rộng đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự chuẩn bị đầy đủ kỹ năng thông tin về các đối tác và thị trường Cuba để đảm bảo kinh doanh thành công.
mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro khai mở và bù đắp. Đó là mối quan hệ thủy chung son sắc, đặc biệt hiếm có giữa hai quốc gia nhỏ cách xa nhau nửa vòng trái đất. Mối quan hệ đó không chỉ xuất phát từ tình đồng chí, từ lý tưởng hoài bão chung, từ sự chân thành thủy chung trước sau như một, mà còn từ sự tương đồng của lịch sử hai dân tộc, từ quá khứ cho tới hiện tại. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Lời tuyên bố đó của Chủ tịch Fidel Castro trên quảng trường cách mạng Havana ngày 2 tháng 1 năm 1966 đã lay động trái tim của hàng trăm triệu người trên thế giới. Tháng 10 năm 1973, Thủ tướng Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam ở Quảng Trị khi chiến trường còn chưa tan mùi thuốc súng. Những điều này đã thể hiện sâu sắc tình cảm của nhân dân Cuba đối với Việt Nam trong chiến tranh. Trong suốt những năm 1973 đến đầu những năm 1990, Cuba luôn chia sẻ với Việt Nam những nguồn lực nhỏ nhoi của mình. Họ đã giúp nước ta xây dựng trung tâm bò giống Moncada ở Ba Vì, Bệnh viện Hữu nghị Cuba-Việt Nam Đồng Hới Quảng Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba ở Hà Nội, xây dựng đường cao tốc Xuân Mai, Sơn Tây, nâng cấp đường Trường Sơn Đông từ Đắk Rông đến A Lưới Tây, Thừa Thiên, xây dựng khách sạn Thắng Lợi. Sau khi Liên Xô tan rã, Cuba bước vào thời kỳ đặc biệt khi chỉ còn có thể trông cậy vào chính mình khi một số ít ỏi các nước bạn bè nhưng nhỏ yếu cũng đang rơi vào khủng hoảng và chịu áp lực từ bên ngoài. Từ đầu thế kỷ 21, Việt Nam lại trở thành quốc gia viện trợ không hoàn lại cho Cuba, trước hết là về lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho đời sống của người dân Cuba đang gặp khó khăn chưa từng có. Kể từ sau cách mạng năm 1959, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á và là nhà cung cấp gạo chủ yếu của Cuba, đồng thời hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo giúp nước bạn đảm bảo an ninh lương thực. Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 3 năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã tuyên bố xóa tất cả các khoản nợ của Cuba đối với Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1991 đến nay. Mặc dù khoản nợ không lớn, song đó là hành động đền ơn đáp nghĩa, ơn ai một chút chẳng quên truyền thống của người Việt. Lịch sử quan hệ Việt Nam-Cuba thật đặc biệt, trước sau như một có một không hai, Cuba luôn giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam ta khi có thể và tương tự chúng ta đối với Cuba cũng vậy. Hiện nay, quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội đã có những phát triển tích cực và sẽ có triển vọng lớn trong tương lai. Việt Nam giúp Cuba tăng cường, đảm bảo an ninh lương thực và phát huy những thế mạnh riêng. Trong những năm qua, hai nước đã đạt được những bước phát triển đáng kể trong quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều đó không chỉ thể hiện ở con số trao đổi kim ngạch thương mại 300 triệu đô một năm, mà còn thể hiện ở những giá trị vượt ra ngoài khoản tiền đó. Bằng kinh nghiệm dĩ nông vi ổn của mình, Việt Nam giúp Cuba sản xuất lúa gạo năng suất cao, tự túc lương thực, phá thế độc canh cây mía. Việt Nam còn giúp Cuba phát triển trồng cà phê và hạt tiêu là hai sản phẩm đắt giá trên thế giới, giúp Cuba phát triển nuôi trồng thủy sản và thế mạnh của một đảo quốc. Trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao, Việt Nam giúp Cuba phát triển công nghệ điện tử, viễn thông trong lĩnh vực khai thác tài nguyên. Việt Nam giúp đỡ Cuba về kinh tế, liên kết và hợp tác trong thăm dò, khai thác dầu khí ở vịnh Mexico với nhiều xí nghiệp liên doanh Nga, Trung Quốc, Nga, Na Uy, sao cho đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình. Việt Nam luôn bày tỏ lập trường nhất quán ủng hộ Cuba, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận kinh tế và tài chính chống Cuba. Việt Nam tích cực tham gia hoặc đăng cai tổ chức các hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã cùng với các nước thành viên ủng hộ Cuba trở thành quan sát viên ASEAN, ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Việt Nam được Cuba chọn là đối tác đầu tiên tại châu Á để cùng nghiên cứu đàm phán các ký kết hiệp định thương mại mới. Tháng 11 năm 2018, hai bên đã triển khai việc tổng kết chương trình nghị sự kinh tế song phương, trung hạn giai đoạn 2014-2019 và ký kết thông qua chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2025. Việt Nam dành sự giúp đỡ cho Cuba trên 5 lĩnh vực chủ yếu nhằm giúp Cuba tăng cường, đảm bảo an ninh lương thực và phát huy những thế mạnh riêng. Nhắc đến Cuba là nhắc đến đảo quốc anh hùng, giàu lòng nhân ái và ý chí tự cường. Nói về quan hệ Việt Nam-Cuba là nói về mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế, gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông Tây. Có thể nói, tình bạn hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba luôn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Tình anh em keo sơn trước sau như một luôn được các thế hệ nối tiếp nhau xây dựng và phát triển.
Video ngày hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.